Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là Ngân sẽ giới thiệu cho mọi người cái quá trình trước khi làm lông mày, cái vẽ khuôn dáng như thế nào và làm khuôn như thế nào để cho phù hợp với khuôn mặt. Tại sao là khi mà làm lông mày ấy, cái điều quan trọng nhất đấy là khuôn dáng nó có đẹp hay không, nó có phù hợp với cả khuôn mặt của mình hay không. Đấy, thì sau đó thì mới đến cái kỹ thuật làm rồi đến cái màu. Thì bây giờ mình sẽ là dáng trực tiếp ở trên khuôn mặt của chị khách hàng này. Đây, các bạn có thể nhìn đây, lông mày của chị rất là ít, cực kỳ ít, chỉ có một chút chút cái đầu lông mày thôi. Hãy nhìn cùng xem cái sự thay đổi của chị ấy khi mà làm lên lông mày nó như thế nào. Hai dáng khác nhau nhé, hai bên hai dáng khác nhau để chị nhắm xem là thích cái dáng nào. Có một người thì thường có 1 đến 2 dáng phù hợp với cả cái khuôn mặt của mình ấy. Đây, cái trán của chị nó sẽ hơi rộng thì nên là đưa lên em đối với cái lông mày thì của chị ấy, thì nên là đưa cái đuôi nó bay lên một chút. Khuôn này, cái quá trình tạo khuôn này rất quan trọng luôn. Bởi vì đẹp hay không, cái lông mày nó có đẹp hay không, lở cái khuôn dáng này. Khi mà cái khuôn mà đã không đẹp rồi thì chị làm kiểu gì lên nó cũng sẽ không đẹp. Nhưng mà riêng khi mà cái khuôn lông mày nó đã đẹp rồi thì chị làm bất kỳ kiểu gì đều sẽ rất là đẹp. Cái lông mày nó rất quan trọng cho khuôn mặt mình, bởi vì nó làm cho khuôn mặt mình nó có đường nét, chia tỷ lệ khuôn mặt của mình này, ra này, một cái này là 1/3 này, cái dưới từ cái lông mày đến dưới cằm là 2/3. Mọi người có thể thấy là chỉ cần vẽ vào một chút thôi là cái khuôn mặt nó đã thay đổi hẳn rồi. Nhìn nó đỡ nhợt nhạt hơn rất là nhiều. Bên hai khuôn dáng lông mày nó hoàn toàn khác nhau. Chỉnh một chút nữa, chị ngắm xem chị thích bên nào thì nhá. Chị thích bên nào thì em sẽ vẽ đúng hai bên cân đối theo đúng cái khuôn.
dán bên này thì nó hiện đại hơn, trẻ hơn. Đây, mình có thể nhìn. Như cái dán bên này này, cái dán bên này thì nó mềm mại hơn, nhưng mà nhìn nó sẽ là hơi nét một chút. Nhưng mà nhìn như cái bên ngang này thì nhìn nó sẽ trẻ trung hơn. Bên này đẹp hơn. Vâng. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây, rõ hai bên hai cái dáng lông mày khác nhau, thì thế đã tạo được cho cái nét của cái khuôn mặt của mình nó khác nhau. Đây, cầm cho chị lấy cái giấy chị che để cho mọi người thấy được rõ cái sự khác biệt đấy. Đây, mọi người có thể nhìn để mình che hai bên khác nhau. Đây, một bên ngang này thì nhìn cái khuôn mặt nó sẽ rất là trẻ trung hơn, mặc dù là cái ngang này mặt khuôn mặt chỉ tròn, nhưng mà cái ngang này nó có độ ôm ở phần đuôi nên là nhìn nó vẫn rất là hợp, chứ không như nhiều người là bảo là cái ngang thì nó vẽ nó bị ngang phè ra nó không đẹp. Đây, còn bên này thì nhìn cái nó có độ cái bay phần đuôi thì nhìn nó phong cách nó sẽ cổ điển hơn và nó sẽ hơi già hơn, hơi cứng tuổi hơn một chút. Nhưng mà cái này thì nó ôm theo đúng cái lông mày thật của chị, cái độ lông mày thật là nó ôm theo đúng cái phần đuôi này, hơi đưa lên một chút. Còn bên này thì mình sẽ phải chỉnh thêm cái đầu lên trên một tí thôi. Đấy, hai bên hoàn toàn khác nhau, nó tạo cho cái nét của mặt mình khác hẳn nhau luôn. Nên là trước khi mọi người làm thì mọi người nên quyết định xem cái dáng nào nó hợp với cả cái khuôn mặt của mình. Đây, và tốt nhất là các bạn nên là được xem người ta vẽ trực tiếp ở trên khuôn mặt của mình nó như thế nào. Tại vì bao giờ nhìn trực tiếp cũng sẽ rõ ràng hơn là khi các bạn nhìn trên hình. Có thể là nhìn trên hình thì mọi người sẽ thấy rất là hợp với cả cái người mẫu đấy, thế nhưng mà trên khuôn mặt của mình lại chưa chắc nó đã hợp đấy. Mình sẽ làm, và sau khi làm xong là mình sẽ vẽ lại cái khuôn hai bên cho nó đều nhau. Đây, mở mắt nhá. Và tốt nhất khi mà mọi người vẽ lông mày thì nên là ngồi, bởi vì khi mà các bạn nằm ấy, các bạn nằm thì cái cơ khuôn mặt ấy nó sẽ là bị chảy xuống, nhìn vẽ nó sẽ không chính xác nữa. Luôn.
các bạn đã lên khuôn chuẩn rồi thì làm nó mới chuẩn được. Còn nếu mà trong quá trình làm nó chỉ theo trong quá trình làm lúc đấy nó bị sưng nề tê rồi thì nó sẽ không được chuẩn nữa đâu. Cảm thấy cái lông mày này như thế nào ạ? Giữ đường sâu vào, không có mất cái đường trí kẻ. Mình đang cần giữ cái khuôn này để làm ạ. Khi mà làm bây giờ vẽ khung thì nó sẽ hơi động tí. Làm xong bong vẩy ra nó sẽ nhạt đi và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt cái đầu này thì em sẽ phải phẩy sợi đấy chị. Tại vì cái đầu của chị nó ít quá nên là em sẽ phải làm thêm một ít sợi vào lông mày cho chị. Như thế thì nó sẽ tự nhiên hơn. Nhìn thấy không? Ok. Nhìn khác hẳn lúc nãy nhỉ? Rồi ok, bây giờ em sẽ làm chị nhá.